Chào mọi người, tiếp tục với chương trình là mình cắm hoa xi măng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm một bình hoa khá xinh xắn như thế này để có thể chưng hoa ngày Tết hoặc cũng có thể dùng với nhiều công dụng khác nữa. Từ những vật dụng rất dễ kiếm ngay tại nhà nhé. Uống trà sữa xong thì khoan vứt cái ly nhựa này đi nha. Và mình sẽ dùng nó để làm mặt ngoài của cái khuôn bình hoa, nhưng tạm thời thì để nó sang một bên đi. Loay hoay mãi thì mình cũng tìm được một cái vỏ chai nước tương như thế này, rất là phù hợp để làm mặt trong của khuôn. Mình chỉ cần cắt bớt hai phần miệng và đáy của chai để lấy đoạn ở giữa với chiều cao thấp hơn chiều cao của cái ly nhựa khoảng 1,5cm nha. Xong rồi thì mình sẽ cắt một miếng bìa cắt tông hình tròn với đường kính bằng với tiết diện đầu nhỏ của cái chai nước tương vừa cắt, gắn nó vào và dùng băng keo giấy để dán cố định vào cái chai. Sau đó lật ngửa lên và đổ đầy cát vào bên trong cái vỏ chai. Tiếp tục cắt thêm một miếng bìa cắt tông hình tròn nữa bằng với đường kính mặt cắt còn lại và cũng dùng băng keo giấy để dán cố định nó vào với cái vỏ chai. Rồi, giờ thì tiến hành ghép khuôn cực kỳ nhanh chóng thôi. Quay trở lại với cái ly nhựa này thì mình chỉ cần khoét đi phần đáy ly theo cái đường tròn phía trong này nè, rồi lật ngửa nó lên. Đặt cái phần vỏ chai nước tương đã dồn cát vào bên trong như thế này, lấy một miếng bìa cắt tông lót xuống dưới, bôi một ít kem nén lên và dán cố định cái mặt trong của cái khuôn vào miếng bìa. Sau đó tiếp tục căn chỉnh cho khoảng cách của cái ly nhựa bên ngoài đồng đều với phần chai nước tương bên trong và dùng kem nén dán cố định cái ly vào miếng bìa luôn. Như vậy là mình đã làm xong cái khuôn bình hoa rồi đó. Giờ chỉ cần pha xi măng và đổ đầy vào thôi. Ở đây thì mình vẫn dùng xi măng xám bình thường mà chưa mua xi măng trắng nha. Rồi, đợi cho xi măng khô xong thì mình tiến hành tháo khuôn thôi. Việc tháo cái miếng bìa cắt tông cũng như cái ly nhựa bên ngoài ra thì nó rất là đơn giản. Nhưng hôm nay thì mình lại gặp chút khó khăn khi tháo cái mặt trong của khuôn ra. Lúc đầu thì mình cũng đổ nước sôi vào rồi, nhưng nó không co rút lại bao nhiêu. Về sau thì mình loay hoay mãi dùng cái tua vít này nhồi nhét các kiểu mới lấy nó ra được. Các bạn nhớ lấy cẩn thận kẻo bị bể thì tiếc lắm nha. Mình nghĩ là nếu có cái đầu cò nóng thì chắc sẽ lấy ra dễ dàng hơn nhiều. Cái bình hoa này thì hình dạng của nó khá là hoàn chỉnh rồi. Mình chỉ cần cắt gọn một chút ở phần đáy cho bằng phẳng và dùng giấy nhám để chà cho nhẵn bề mặt lại thôi. Xong rồi thì mình sẽ vẽ trang trí một cách cũng khá là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu trắng lên trước để tạo nền. Sau đó thì mình sẽ dùng băng keo giấy để dán xung quanh tạo thành những cái đường viền chỉ như thế này. Mình sẽ dán thêm những đường viền có sẵn trên bình hoa và dán thêm vài đường nữa. Các bạn có thể sáng tạo thêm nha. Tiếp theo thì mình sẽ pha màu xanh đen để tô lên bề mặt bình hoa. Có thể chia phần đáy và viền miệng ra nha. Các bạn nhớ tô cả mặt trong của bình hoa luôn nhé. Đợi cho màu khô xong thì hãy tháo những đường băng keo này ra nữa là xong. Tất nhiên là không quên quét thêm một lớp keo phủ bóng để bảo vệ màu và bình hoa sẽ bóng bẩy hơn. Các bạn nhớ quét cả bên trong bình để chống thấm. Như vậy là có thể cắm hoa tươi cũng được nha. Rồi hãy cùng nhìn lại thành quả thôi nào. Cái bình hoa này thì mang màu sắc khá là cổ điển với những đường viền màu trắng để tạo điểm nhấn. Thành thật thì mình khá là ưng ý với cái bình nhỏ xinh này nha. Các bạn có thử tự làm bình hoa theo cách này thì hãy chia sẻ kết quả trong phần comment bên dưới nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.